sinh nhật của mình. Nói chung là sinh nhật của mình đã qua rồi nhưng mà mình tổ chức lại bữa nay. Thì các bạn của mình có đi lại nhà mình chơi. Thì mình sẽ tổ chức một cuộc trò chơi nho nhỏ nha các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là World Gaming. Channel của bạn này là World Gaming nha các bạn. 5 giây, 5 giây. Ok, mình giới thiệu cho các bạn, đây là Minh Mama channel của bạn đó luôn. Rồi thì bây giờ ok, bye bye. Ok thì có cái thằng này nè các bạn. Nó tham gia nữa. Ôi hình mờ quá các bạn ơi. Đó. Rồi. Ok thì bạn Quân này sẽ bật xa trước nha các bạn. Mình có hai game, đó chính là một là bật xa, hai là chạy. Rồi nếu mà đây, tay có cái mất các bạn. Đó, một cam cam nè. Hơi bé. Một cam cam nè. Và đây là cái mức mà kiểu như là kết thúc nha các bạn. Ok thì bạn này sẽ bật từ đây đến cái mức này. Bật không tới thì sẽ hết tất 5 cái nha các bạn. Còn tới thì sẽ không sao, chứ là người chiến thắng xong rồi. Mỗi người là sẽ có 3 lượt nha các bạn. Có 3 người chơi. Anh này tên là Chiết và Quân Minh. Ok thì bây giờ bật đi, bật đi. Ấy bây giờ cái góc tới đây luôn các bạn. Đây, góc tới đây là đường rồi nha các bạn. Bây giờ là tới anh Minh trước nha các bạn. Đây là cái mức, bây giờ bật đi. Minh Mama bật. Ôi. Không tới rồi, bây giờ. Đây, hết đất 5 lần. Cu. Ok thì bạn này sẽ hết đất 5 lần nha các bạn. Chưa từ từ. Sao? Hùng thế. Đấy, 1 2 3 rồi hết đất kia vậy? 5. Ok. Ok rồi thì cái anh hồi nãy hết đất 5 lần nè. Rồi bây giờ anh này không biết sao đây. Chắc không mày đang. Hồi nãy là nhầm như các bạn, bây giờ bật đi. Mức này nè. Đấy, giờ bật đi. Okay, hết đất. Rồi bây giờ tới thằng này hết đất nữa các bạn ơi. Bây giờ hết đất từ 1, 2, trời ơi. Phải muộn. Ok, nãy là một sự hiểu lầm. Bây giờ tôi sẽ đếm và hết 5 lần như các bạn. Bắt đầu nè. 1, 2, ui dồi ôi, hết chết. Ui dồi ôi. Làm gì vậy? Ui dồi ôi. Muốn sặc luôn kìa. Ok, và kết thúc game thứ nhất là bạn Quân của chúng ta sẽ chiến thắng nha các bạn. Còn hai cái thằng ngấu lá này á, nó làm cái chuyện gì á. Quay. Ok thì mấy bạn này mệt rồi, bây giờ cho uống nước nha các bạn. Bình nước rất là thơm ngon luôn. Sặc bắn. Ok thì đó, bây giờ đó, chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu. Ôi. Nhầm. Bây giờ sao đâu, game thứ hai là sẽ chạy như các bạn ngoài đường nè. Bây giờ cũng xe rất là nhiều nhưng mà vẫn chạy được. Đó, bây giờ chạy nha. Đây chỗ này các bạn, đó cái cột mình nè. Rồi mấy thằng kia kìa, bây giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ôi trời ơi, cái thằng này chưa gì chân chạy. Mở hồi nãy là một sự sai lầm lớn các bạn, chưa gì cho là nó chạy luôn rồi. Bây giờ đây là cái cột nè, bây giờ tôi sẽ đếm cho nó chạy. 1 2 3. Trời ơi, chạy gì vậy? 1 2 3. Ok, chạy rất là nhanh. Đây 2 3. Ok, và mình đã sẵn sàng quay clip các bạn. Và hôm nay là anh Di Khang, anh Minh, anh Chí quay chạy nha bạn. Ok rồi. Hồi nãy là hai người này á các bạn là chạy quầy đó, cho nên là bây giờ ba người của mình sẽ chạy luôn nha các bạn. Ok cuộc thi bắt đầu nha. One two three.
nha bạn. Ok thì các thanh niên đùa quá không tính đi. Gọi các thanh niên chiến thắng ngày hôm nay là thằng này các bạn. Đây cái thằng này nè. Này mình cũng đang trong cái phim. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Nếu các bạn thấy hay vậy là subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhé. Và comment nữa.